Anh Thắng ở bên Việt Nam, thầy chào tất cả mọi người nha. Trong lúc thầy đánh trống, lúc đó thầy không có chào được, nhưng mà chừng nào thấy trên cũng thực sự không có đi tới cái chỗ cái máy quay phim, bởi vì là không có một cái dụng cụ nào mà để mình feedback, mình coi mình lại đánh. Thường là làm ở trên đài là mình có cái tháp lịch, cái người báo tháp lịch anh ơi có cái người đó chào, thì cái người mà ngồi đó họ trả lời thư cho mình. Quý vị không bao giờ quý vị mà vô được tài tử mà giai nhân khắp nền thế giới có người làm cái tháp lịch. Bữa đó mà chị Thủy chị cũng trả lời, thì thầy cũng trả lời, thì thầy cảm ơn dùm. Cả ai vô mà chúc chị Thủy thì thầy cũng trả lời cảm ơn dùm. Có nghĩa là gì, ở trên đời này đừng nghĩ được người ta chào mình chào được là mừng lắm rồi nha quý vị. Trong cái ngày hôm trước là mình nói đến cái ngày Chủ nhật là một cái ngày thật là hạnh phúc. Khi mà xuống sóng rồi mình mới biết trời ơi sao bây giờ tôi đánh được cha. Nhưng mà chắc là chút chỉ lên dội vàng chỉ quên đêm nữa kia. Nhưng mà giờ mình mở màn bằng những cái gì mà chị đã học qua rồi. Chừng khoảng 15 phút thôi quý vị, 15 phút cho nó warm up rồi mình học những cái stuff mới của bên nhạc Thánh Ca. Thưa quý vị các bạn, cái tuần vừa rồi qua là cái tuần mà cảm thấy là nó thật là hạnh phúc rồi. Tại chỉ đi từ cái không có cho đến có. Có nghĩa là có rồi, nhưng mà khi đạt được cái đỉnh á, thì lại quên cái cũ. Và sợ hãi quý vị, khi mình có người yêu mới và cha mình quên mẹ. Cái slow one nó lâu quá không có xài. Không đem nó ra quên mẹ. Cái đó là đương nhiên quý vị. Khi mình dạo chơi một cái khu vườn, thì cái khu vườn Thượng Nguyễn đó, bây giờ mình qua cái khu vườn thứ hai, nó mùa hè, khu vườn kia mùa đông. Thì bởi vì ngày xưa các vị vua thường có bốn cái khu vườn xuân hạ thu đông, thì mỗi nó có một cái nét đặc biệt. Ở đây thì nó nói đến là cái nét đặc biệt của từng mỗi điệu. Mỗi điệu nó hay, và quý vị nếu mà quý vị đạt được cái kết quả của mỗi điệu thì thực sự nó không bao nhiêu. 12 điệu là căn bản, nhưng thực sự mình né rồi đau chừng 4-5 điệu thôi, chứ thực sự mình lên sân khấu mình đâu có đánh hết đâu quý vị. Rồi cái điệu đầu tiên thầy nói tới là cái điệu bolero. Thì bolero nếu mà đối với một người nữ thằng nam muốn đánh cho hay thực sự đừng có stuck với bolero, thì mình nói pha nó mix chung với rumba và begin rock. Quý vị lâu lâu quý vị thấy thầy đánh thầy pha thêm cái bossa nova, nhưng mà tại vì người Việt Nam không nghe bossa nova nhiều, pha chơi cho nó vui chơi hát bossa nova khó bắt nhịp nha. Rồi bây giờ cái nhịp điệu đầu tiên sẽ gửi vị đó là nhịp điệu bolero. Em có sợ bolero không? Ý chỉ nói là bò leo rào. Mọi người đã không được leo qua cái rào. Sợ bò leo rào chứ không sợ bò leo. Bò lé rồi thì sao? Con bò nó lé rồi, nó lộn nhịp cũng không có sao á. Thưa quý vị, quan trọng thầy phải kéo cái trong thời gian thầy cho chị cái nhịp, thầy phải kéo cái cây về thâu. Quý vị, thầy thâu được hai cái, một cái là bên phía thầy hát, quý vị sẽ nghe bác rau là chị Thủy đánh, một cái là chị Thủy lên livestream, chị Thủy thích coi cái cực của mình. Còn nếu mà người nào mà muốn nghe là tiếng trống bì hai, còn này là tiếng trống indirect là nó qua cái Facebook, còn của thầy thì nó qua bên YouTube. Thì thầy cần làm hai cái project. Quý vị vô thấy ủa sao cũng có người đánh đó nhưng mà không thấy người, mà thấy người hát. Có những lúc đánh trống mà không thấy người hát, và hát mà không thấy người đánh trống, thì mình làm theo hai cái format quý vị. Rồi thầy kéo chơi về.
Thank you.
ngồi luyện phim.